bố mẹ của đôi 170, một đôi zin đang tầm mẹ đầm, đang tầm coi như là chuẩn bị tách đây rồi anh em nhé, một đôi zin luôn. Thì dòng này là 1,6 triệu, em rút xuống còn 1,4 triệu cả gia đình nhé anh em nhé. Đó, anh em yên tâm là những dòng này là dòng sau số luôn đấy nhá, cực kỳ sau số luôn đấy, dòng này là dòng cực kỳ sau số luôn anh em. Đó đấy, và những cái đôi chim, và những cái đôi chim ràng như thế này đấy, 1 triệu thì em giảm xuống 800. Anh em yên tâm là những cái đôi này là những đôi mà nó đã ăn cứng rồi, năm tăm cườm rồi. Đó, đây, ở đây thì những cái đôi này nó là những cái đôi đấy, là em giảm xuống từ 1 triệu giảm xuống 800k anh em nhé. Trời mưa to quá rồi, em xin kết thúc video tại đây. Số Zalo và số liên hệ của em là 0335305982. Như vậy là em lên 3 video nha các bác nhé. Tất cả các video em đều giảm giá 200 để cổ vũ đội tuyển bóng đá và những người hâm mộ đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng như yêu thích kênh Chim Cú Gáy Hay. Ok, trời mưa quá to luôn, may là em bắn được cái mái rất là rộng, đâm ra là hoàn toàn là đã yên tâm. Đó, trời mưa dữ dội luôn, mưa cực kỳ dữ dội luôn. Đó, hệ thống cống rãnh không biết có vấn đề gì không. Đây, mưa cực kỳ dữ dội luôn. Đấy, như vậy là nội dung video em đã công khai như vậy. Hy vọng rằng các bác có thể xem và nắm bắt được những cái nhân dịp bóng đá nước nhà. Thì đồng chí Thao là một người hâm mộ và bản thân cũng rất thích bóng đá và cũng đá được bóng luôn. Thì em lên sóng như vậy để cho anh em chọn những cái chú chim cho mình. Đó, chọn những chú chim cho mình. Và nếu như anh em nào đặt những con đực lẻ nhá, những con đực lẻ anh em ạ, những con đực lẻ, ví dụ những con tầm như thế này đấy, anh em nhìn này. Đó, những con đực lẻ nhá, hoàn toàn là lẻ thôi, thì gần như là em để cho anh em là gì, đang 1 triệu thì em giảm xuống 800 đấy anh em nhá, những con đực lẻ ra rộng rồi. Đó, còn những cái đơn hàng những cái đôi như thế này, nếu anh em nào lấy cả bố mẹ cũng được, vú nuôi đấy, anh em lấy cả bố mẹ cũng được, em sẽ ok cho anh em. Đấy, ở đây có một con chúa chuồng này. Đây là có một con chúa chuồng, thực ra nó là một đôi zin, nhưng mà hôm ý là con mẹ nó xéo đè chết với một con, thì em gửi một con vú nuôi vào đây. Thì con này là dòng tông chúa chuồng. Đấy, con lẻ nhé. Con này chưa đực anh em ạ, con này con đực, con này con đực, chân rất là dài, mỏ dài. Đó, tông chúa chuồng này. Con này bình thường em bán 800 nhưng này em giảm xuống 600 nhá, 600 bao ship luôn. Anh em nào mà chơi con đực lẻ mà dòng tông chúa chuồng thì anh em chốt cho em con này, này, về bón đúng tầm luôn. Đấy, chúa chuồng luôn anh em. Đây, chúa chuồng luôn. Đấy, nở ngày mùng 4 tháng 5. Zin đôi nhưng mà bị chết tẹo một con rồi, em đành phải gửi một con vú nuôi vào đây. Đấy, ngắn gọn thôi nhá, anh em cố gắng theo dõi video và nắm bắt được nội dung thông tin nhá. Anh em nào thích cái dòng xám xám này thì em cũng để cho cả gia đình. Mà anh em thích cái dòng trắng tinh cũng được. Trắng tinh thì nó cũng có gia đình đây. Trắng tinh, bố mẹ trắng tinh, con trắng tinh luôn này. Đó,